Cô chào các em. Hôm nay các em tiếp tục tìm hiểu về sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong tiết 39, các em đã nắm được nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của bảng tuần hoàn. Bài học hôm nay là tiết 40. Các em sẽ tìm hiểu về sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn. Các em xem trên màn hình, cô giới thiệu với các em cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố trong chu kỳ 2 và chu kỳ 3 và sơ đồ cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố đó. Và chúng ta xét tính kim loại và tính phi kim trong một chu kỳ. Ở đây cô giới thiệu hai chu kỳ đầu tiên trong bảng tuần hoàn, đó là chu kỳ 2 và chu kỳ 3. Những nguyên tố trong nhóm 1 ở chu kỳ 2 và chu kỳ 3 là nguyên tố đầu chu kỳ, là kim loại mạnh. Những nguyên tố trong nhóm 7 là nguyên tố cuối chu kỳ, là phi kim mạnh. Những nguyên tố trong nhóm 8 là nguyên tố kết thúc chu kỳ, là khí hiếm hay còn gọi là khí trơ. Vậy các em dự đoán xem, trong một chu kỳ từ đầu chu kỳ đến cuối chu kỳ thì tính kim loại như thế nào, còn tính phi kim thì sao? Các em xem dự đoán của mình có đúng với đáp án của cô không nha. Vậy trong một chu kỳ tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần. Ví dụ trong chu kỳ 3, natri là kim loại đứng đầu chu kỳ, là kim loại hoạt động mạnh. Clo là phi kim đứng cuối chu kỳ, là phi kim hoạt động mạnh. Còn trong một nhóm tính chất kim loại, tính chất phi kim của các nguyên tố thay đổi như thế nào, các em có thể dự đoán được không? Vậy cô giới thiệu với các em những nguyên tố nằm trong nhóm 1 và những nguyên tố nằm trong nhóm 7. Liti là nguyên tố đứng đầu nhóm, là kim loại mạnh. Francy là nguyên tố cuối nhóm, là kim loại rất mạnh. Trong nhóm 7, Flo là nguyên tố đầu nhóm, là phi kim mạnh. Acetin là nguyên tố cuối nhóm, là phi kim hoạt động yếu hơn. Có thể sự suy đoán ban đầu của các em đã đúng với đáp án của cô. Đó là trong một nhóm, tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần. Ví dụ trong nhóm 1, cuối nhóm là Francy, là kim loại hoạt động mạnh. Đầu nhóm 7, Flo là phi kim hoạt động mạnh. Như vậy các em đã nắm được sự biến đổi tính chất, cụ thể là tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, trong một chu kỳ và trong một nhóm. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu kiến thức tiếp theo của bài học, đó là ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học có hai ý nghĩa cơ bản. Một là biết vị trí của nguyên tố, ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố. Ví dụ, biết A có số hiệu nguyên tử là 17, chu kỳ 3, nhóm 7. Hãy cho biết cấu tạo nguyên tử, tính chất nguyên tố và so sánh với các nguyên tố lân cận. Dựa vào số hiệu nguyên tử là 17, chúng ta suy đoán được số B và số E bằng nhau, bằng 17. Điện tích hạt nhân nguyên tử của nguyên tố đó là 17 cộng. Và chúng ta biết A thuộc chu kỳ 3 nhóm 7, nên ta suy đoán được A là phi kim hoạt động mạnh, cụ thể đó là clo. Và chúng ta tiếp tục so sánh với các nguyên tố lân cận. Trước hết trong chu kỳ 3, clo hoạt động hóa học mạnh hơn lưu huỳnh. Còn trong nhóm 7, chúng ta biết được, ta suy đoán được clo hoạt động hóa học mạnh hơn brom nhưng yếu hơn clo. Và kết quả cuối cùng xét trong cùng nhóm và cùng chu kỳ thì clo là phi kim hoạt động hóa học yếu hơn clo nhưng mạnh hơn brom và lưu huỳnh. Ý nghĩa thứ hai, biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố, ta có thể suy đoán vị trí và tính chất của nguyên tố đó. Ví dụ nguyên tử của nguyên tố X có điện tích hạt nhân là 16 cộng. Hãy cho biết vị trí của X trong bảng
hệ thống tuần hoàn và tính chất cơ bản của nó. X có điện tích hạt nhân là 16 cộng và X là nguyên tố nằm ở số thứ tự O16 trong mạng tuần hoàn, thuộc chu kỳ 3 gần nhóm 6 và là phi kim mạnh, cụ thể là lưu huỳnh. Hãy qua bài học hôm nay, các em đã tìm hiểu xong hai đơn vị kiến thức là sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong mạng tuần hoàn và ý nghĩa của mạng tuần hoàn. Về nhà, các em kết hợp với kiến thức của tiết 39 hoàn thành kiến thức bài học sơ lược mạng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Làm bài tập 4567 sách giáo khoa trang 101. Hoàn thành các kiến thức này trong khóa học, gửi bài về cho cô. Tiếp sau, chúng ta luyện tập chương 3. Các em xem lại nội dung kiến thức cần nhớ trong chương 3 và hoàn thành các bài tập để tiết 41 các em luyện tập. Hôm nay cô hướng dẫn bài tập 7 sao sách giáo khoa trang 101. Trong bài 7 có hai câu, câu A, tìm công thức hóa học của hợp chất A. Như vậy các em, trước hết các em gọi công thức dạng chung của A là SXOE. Và chúng ta dựa vào thành phần phần trăm của nguyên tố oxy có trong A, chúng ta rút được tỷ lệ XY. Mặt khác, chúng ta dựa vào thể tích của A ở điều kiện tiêu chuẩn, chúng ta tìm số mol của A. Kết hợp số mol với khối lượng của A đề bài đã cho, chúng ta tìm được M lớn của A. Từ đó chúng ta suy được XY và viết được công thức hóa học của A. Câu B, chúng ta tính số mol của A dựa vào bồi nhỏ. Số mol của NaOH dựa vào thể tích, chú ý đơn vị là lít, và nồng độ mol dựa vào tỷ lệ mol giữa A và NaOH, viết đúng phương trình hóa học của A với NaOH. Khi có phương trình hóa học, chúng ta xác định được muối thu được và từ đó các em tính nồng độ mol của muối. Chú ý giả thiết về thể tích của dung dịch. Vậy các em đã hoàn thành bài sơ lược bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hoàn thành khóa học của tuần 21. Các em gửi các câu hỏi, gửi câu trả lời của các câu hỏi và bài tập mà cô đã đưa ra trong khóa học về cho cô. Chúc các em tuần tới học tốt hơn. Cô chào các em.